Chào các bạn, hôm nay Pin Hồ sẽ cùng các bạn tìm hiểu mẫu pin Chameleon mã là CR123A. Đây là pin lithium. Đóng hộp của viên pin này gồm có 10 vỉ và mỗi vỉ là 1 viên. Pin này có dạng hình trụ, thường dùng cho các cái máy ảnh phim, là camera và đèn pin. Ký hiệu là CR123A hoặc là ký hiệu là CR127345. Kích cỡ viên pin này có chiều dài là khoảng 34mm và 3,4cm ạ. Còn đường kính là 16,5mm. Đây đường kính. Và chiều dài hình trụ. Điện thế 3V, có hai cực, đây là cực dương và đây cực âm. Thông thường thì cái pin Chameleon họ sẽ in cái date, tức là hạn dùng ở phía đáy pin. Ví dụ đây là tháng 10 năm 2024. Và trên này thì là các thông tin về viên pin. Chúng ta sẽ có tên pin này, công nghệ. Và pin này được sản xuất tại Trung Quốc. Phía dưới này là thông tin kỹ thuật về viên pin này. Pin lithium. Pin này không sạc được, bạn chỉ dùng một lần thôi rồi bỏ. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin Chameleon CR123A, các bạn có thể truy cập trong appin.hanoi.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.